Phần 2. Văn hóa 25 giới hành sa di. Lời nói đầu. Khi biên soạn 10 giới Đức Thánh Sa Di tập 1, chúng tôi dựa theo bộ giới bổn Bà La Địa Mộc Xoa thuộc Hán Tạng. Đọc lại toàn bộ sách này, chúng tôi cảm thấy việc biên soạn giới Đức Thánh Sa Di có phần thiếu sót rất lớn về oai nghi tế hạnh của một tu sĩ Phật giáo. Nhưng không phải là sự thiếu sót 24 oai nghi tế hạnh do các tổ đã biên soạn lưu hành trong các chùa. Bộ giới luật Sa Di chỉ có giới cấm mà thiếu sót giới đức, giới hạnh, giới hành, khiến cho người đọc giới không biết pháp danh mà sống như thế nào để sống được đời sống phạm hạnh mà không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong giới bổn. Cho nên bộ giới luật phần đầu này chúng tôi biên soạn chỉ nói lên được phần giới đức thánh thuộc tiểu giới của giới tướng, còn phần giới hạnh và giới hành đại giới tướng thì chưa có. Cho nên chúng tôi muốn bổ sung thêm cho 10 giới đức thánh sa di này được đầy đủ hơn. Vì thế chúng tôi phải dựa theo lịch sử Phật giáo trong giới kinh mà biên soạn. Vậy giới kinh của thầy Sa Di mà Đức Phật đã dạy là những bài kinh nào? Như các bạn đã biết, trong lịch sử Phật giáo, thầy Sa Di đầu tiên trong đạo Phật là thầy Sa Di La Hầu La. La Hầu La là đứa con trai độc nhất của Đức Phật, được Đức Phật chấp nhận cho xuất gia vào lúc còn bé thơ, mới 10 tuổi. Trong Kinh Trung Bộ tập 2 và tập 3 thuộc Tạng Kinh Việt Nam có 3 bài kinh dạy về giới hành cho những người còn trẻ tuổi mới vào tu tập. Đó là những bài kinh Đức Phật đã dạy giới luật về giới đức, giới hạnh và giới hành cho La Hầu La. Những bài kinh đó có tên là Kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala, Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La và Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. 3 bài kinh này chúng tôi triển khai biên soạn thành một bộ giới hạnh và giới hành Đức Thánh Sa Di phần 2, sẽ mang lại đầy đủ những oai nghi chánh hạnh trong giới hạnh của một thầy sa di đúng nghĩa của đạo Phật, từ phàm phu trở thành một bậc thánh a la hán vô lậu hoàn toàn. Việc làm này có mục đích hẳn hoi là chấn chỉnh lại bộ luật sa di mà từ xưa đến nay trong các chùa đều lấy đó làm sách gối đầu nằm cho các vị mới xuất gia tu học. Kính thưa các bậc tôn túc đức cao trí rộng, nếu trong bộ giới luật này còn có những điều chi sơ sót, xin các bậc tôn túc vui lòng chỉ dạy cho. Chúng tôi thành thật muôn vàn biết ơn khi nhận được những cao kiến để kỳ tái bản tới sẽ có sự bổ sung thêm cho bộ sách được hoàn chỉnh hơn. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Một mình không thể làm nên việc lớn cho muôn người, làm lợi ích chung cho Phật giáo, mà cần phải có nhiều người chung lưng đâu cật cùng làm. Vì muốn đem lại lợi ích cho những người tu theo Phật giáo có tâm huyết, có ý chí quyết tìm đường giải thoát ra khỏi 4 sự đau khổ của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết. Cho nên chúng tôi không nệ tài khèn trí mọn biên soạn bộ sách này, khởi đầu làm tiếng chuông cảnh tỉnh nên không thể tránh khỏi những sự thiếu khuyết. Kính mong quý vị lượng thứ cho. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc. Tiểu sử La Hầu La. Lời giới thiệu. Lịch sử sa di đầu tiên trong đạo Phật. Muốn tìm hiểu về giới luật, giới đức, giới hạnh và giới hành của người mới vào tu tập theo Phật giáo, mà trong giới tín đồ đạo Phật thường gọi là thầy sa di. Vậy giới luật, giới đức, giới hạnh và giới hành của thầy sa di như thế nào? Những bài kinh nào dạy về giới đức, giới hạnh và giới hành đó và ở đâu? Muốn tìm hiểu được những điều này, xin các bạn vui lòng đi ngược lại dòng lịch sử cách đây 2555 năm để nghiên cứu một thầy sa di trong những thầy sa di đầu tiên trong Phật giáo. Đó là thầy sa di La Hầu La.
La Hầu La, mật hạnh đệ nhất, cậu bé hạnh phúc. Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử của Vương thành Ca Tỳ La đã kết hôn với công chúa Gia Du Đà La thành Câu Lợi. Vào năm thái tử và công chúa 19 tuổi thì sanh hạ La Hầu La. Thái tử rất vui mừng, nhưng không phải sự vui mừng như tình thương người đời khi sinh con, mà vì thái tử nhiều lần xin vua cha đi xuất gia đều không được chấp thuận. Vua Tịnh Phạn có nói: trừ khi nào có được đứa cháu đích tôn thì mới cho phép thái tử xuất gia. Hiện tại thái tử có La Hầu La, như ý của phụ vương, nguyện vọng xuất gia sẽ đạt được, bảo sao thái tử không vui mừng. Trong đêm thái tử sắp rời hoàng cung, vào ngày 8 tháng 2, lúc ấy La Hầu La mới sinh được 7 ngày. Dương phi Gia Du Đà La đang ôm La Hầu La trong tay và nằm ngủ. Thái tử vén rèm nhìn hai người lần cuối và quay lưng leo lên lưng ngựa dược thành ra đi. Từ đó La Hầu La đã mất bóng người cha thân yêu của thế gian. Nhưng thái tử xuất gia tu hành thành Phật, từ một thân phụ đổi thành thân sư, về sau độ La Hầu La thành chánh quả. Đó mới thật sự người cha đệ nhất của thiên hạ. La Hầu La mất cha, được mẹ và ông nội thương yêu, là vương tôn độc nhất vô nhị. Chuỗi ngày vô tư lự trôi qua trong cung điện, đến khi vừa hiểu biết, trong tâm hồn trẻ thơ của La Hầu La cũng cảm thấy không có cha là một điều đáng buồn. Nhưng bù lại, cậu bé được mẫu thân rất cưng chiều, đó là niềm vui duy nhất của La Hầu La, là nguồn an ủi, là người che chở cho cậu. Trong thâm cung vắng vẻ, La Hầu La cũng là nguồn hy vọng của Vương Phi, hai mẹ con nương nhau cùng sống qua 5 tháng. Có người nói Gia Du Đà La phận nữ nhi khổ mệnh, La Hầu La là đứa trẻ bất hạnh đáng thương. Nhưng đó là nói theo thường tình thế gian. Nỗi khổ tâm đáng thương của họ chỉ trong thời gian ngắn. Hễ có hy sinh lớn tất thành tựu kết quả lớn. Vì sao? Nhờ sự hóa độ của Đức Phật, Gia Du Đà La và La Hầu La đều xuất gia tu hành, được chứng quả A-La-Hán. Đó mới là bậc nữ lưu vinh hạnh nhất và đứa bé hạnh phúc nhất. Trước giờ cáo biệt, thái tử cũng định bế đứa con đang ngủ một tí, nhưng sợ làm động Gia Du Đà La thức dậy lại cản trở việc xuất gia, nên khi nhìn con lần cuối, ngài đã nói: hãy đợi đến khi ta thành Phật sẽ trở lại thăm con. Đức Phật xem tất cả chúng sanh như La Hầu La. Một La Hầu La không quan trọng bằng vô số La Hầu La đang trong đợi tình thương của Phật. Đức Phật đã ban cho chúng sanh bao nhiêu lòng thương rộng lớn, thì ở trong hoàn cảnh của La Hầu La lại càng dễ được hưởng lòng từ bi của Phật. Cho nên chúng ta đừng cho rằng sự việc La Hầu La mất phụ thân từ nhỏ là bất hạnh đáng thương. La Hầu La, con của bậc đại thánh, được nuôi dưỡng trong tình thương cao rộng như đất trời, là một cậu bé hạnh phúc nhất đời. Cậu bé không biết mặt cha. Đức Thế Tôn thành đạo được 3 năm, từ nước Ma Kiệt Đà phương Nam về thăm cố hương. Trên từ vua Tịnh Phạn, dưới đến nhân dân dòng họ Thích đều ra ngoài thành nghênh đón Phật. Chỉ có Gia Du Đà La và La Hầu La không tham dự trong đoàn người ấy. Trong tâm bà Gia Du nghĩ thầm: khi ngài đi xuất gia, ta đã vì ngài chịu hết mọi nỗi khổ. Ngài mặc y phục bạc màu, ta ở trong cung cũng mặc giống ngài. Ta nghe ngài tu khổ hạnh ăn ngày một bữa, ta cũng tập làm theo. Ta đối với ngài như vậy thật hết lòng. Nếu ngài còn nghĩ đến ta, tự nhiên sẽ đến cung thăm ta. 10 năm không gặp Phật, lòng Gia Du Đà La cũng như mọi người đều muốn diện kiến ngài. Nhưng vì lễ phép, vì tự tôn, bà phải nhẫn nại. Bà ngồi trên lầu cao nhìn ra,
sẽ thấy được cảnh mọi người nghênh đón Đức Phật. Cậu bé La Hầu La lên 10 tuổi đến nói với mẹ: "Mẹ, mẹ, ba con đã về, bà nội bảo con cho mẹ hay." La Hầu La ngây thơ lúc ấy nào hiểu được tâm sự của mẫu thân. Cậu chỉ nhìn thấy mẹ của mình hôm nay sao nghiêm nghị quá. Nhưng dù sao, cậu cũng là con yêu nên lại ngây ngô hỏi: "Mẹ, mẹ, coi người ta ở ngoài cung điện nhiều biết bao nhiêu, ba con nhất định cũng ở trong đó, ba con ra sao?" Câu nói từ miệng cậu bé không biết hình dáng ba mình ra sao, càng khiến Gia Du Đà La thương tâm. Nỗi lòng của người lớn, trẻ con hoàn toàn không thể biết. Bà Gia Du một tay kéo La Hầu La bên mình chỉ ra cửa, mắt rớm lệ nói: "Con nhìn xem trong số các thầy sa môn kia, người có vẻ trang nghiêm nhất chính là phụ thân của con." La Hầu La mở to đôi mắt nhìn theo tay mẹ: "Con chẳng nhận ra được phụ thân đâu, con chỉ biết có ông nội, còn người nữa là mẹ, mẹ yêu quý thôi." Một giọt nước mắt của bà rơi xuống mái tóc La Hầu La. Bà nắm tay con trở lui vào cung. Xa cách 10 năm, hôm nay Gia Du Đà La mới thấy lại Đức Phật một lần. 10 năm không tin tức thoáng qua như giấc mộng trong tâm tư của bà. Tâm hồn bà xao xuyến như mặt nước yên tĩnh bị ném trúng một viên đá, những gợn sóng lao xao. Đức Phật biết tâm tưởng bà nên dắt Xá Lợi Phất và một kiền liên vào cung thăm viếng. Cuộc gặp gỡ giữa một đấng chánh giác và một vị dương phi mỹ lệ khiến lắm kẻ lưu ý. Đức Thế Tôn trang nghiêm yên lặng, một chút từ bi thương xót nhìn Gia Du Đà La đang quỳ dưới chân, La Hầu La quỳ bên cạnh. Gia Du trăm mối ngổn ngang bên lòng, xúc động rơi nước mắt. Bà cũng biết giữa Đức Phật và bà có một sự ngăn cách không thể vượt qua. Đợi cho Gia Du bình tĩnh lại, Đức Thế Tôn mới chậm rãi nói với bà: "Để cho nàng chịu nhiều tân khổ, tuy đó là sự thiếu sót của ta, nhưng ta đã vì tất cả chúng sanh mà ra đi. Hôm nay ta đã đạt được bổn nguyện, nàng hãy hoan hỷ cùng với ta." Đức Phật nói xong lại nhìn sang La Hầu La, từ hòa vỗ về cậu bé: "Thật mau quá, con đã lớn như thế." Đức Phật dường như rất vô tình và cũng dường như rất tình cảm. Thái độ của Ngài đã khai thị cho Xá Lợi Phất và một kiền liên nghe xong tưởng chừng như phải khóc một trận mới hả. La Hầu La bây giờ chẳng biết phải gọi phụ thân của mình như thế nào, xưng hô là ba. Ba ư? Đây là một bậc thánh trang nghiêm, tự miệng cậu bé chẳng dám gọi như thế. Xưng hô là Phật Đà chẳng biết trúng hay không. Nhìn bao nhiêu vị tỳ kheo sa môn đi theo Đức Phật, trong tâm cậu bé thông minh ấy đã khởi nghĩ: Đức Phật chẳng phải là phụ thân của riêng một mình ta, Phật là một bậc đại từ phụ của tất cả chúng sanh. Chỉ có 10 tuổi đã chịu nguyện đem phụ thân của riêng mình hiến cho chúng sanh làm đấng cha lành, thật là một cậu bé chẳng tầm thường. Thầy Sa Di đầu tiên. Đức Thế Tôn ở tạm trong hoàng cung vài ngày, và đây là lần đầu tiên trong cung điện vắng bóng cung nữ, chẳng có yến tiệc rượu chè, chỉ có 1000 vị tỳ kheo theo Phật. Cung điện hoàng gia tạm thời trở thành tăng phòng tịnh xá. Đức Thế Tôn biết các thầy tỳ kheo sơ học, nếu ở lâu trong dương cung dễ sanh tâm so sánh với lối sống đạm bạc của tăng đoàn, nên chỉ vài ngày sau, Ngài đưa đại chúng về trụ tại rừng Ni Câu Đà, cách thành Ca Tỳ La không xa. Tuy ở rừng Ni Câu Đà, nhưng Đức Thế Tôn cũng thường về hoàng cung trì bát khất thực hoặc thuyết pháp. Cậu bé La Hầu La ngây thơ một cách dễ thương, thân mật nói với Ngài: "Phật Đà, con thích được ở chung với Ngài." Câu nói ấy đã biểu lộ phụ tử tình thâm. Đức Thế Tôn cũng trả lời: "Rồi cũng có ngày ta cho con sống gần bên ta." Phật nói câu ấy không lâu, quả nhiên La Hầu La xuất gia theo luôn bên Ngài.
Nguyên nhân là vì Gia Du Đà La thường khuyến khích La Hầu La thêm hoạt bát lanh lẹ, mặc quần áo đẹp cho, và bảo con rằng: "Con hãy theo phụ thân xin tài sản đi, cha con có những châu báu mà chúng ta chưa được thấy." Do đó, La Hầu La thường chạy theo Đức Phật nói: "Phật Đà, cho con gia tài." Một hôm, đang lúc Đức Thế Tôn khất thực trở về rừng Ni Câu Đà, ngài đi trước, La Hầu La chạy theo sau, chẳng có ai ngăn cản cậu. Cậu cứ lẻo đẻo theo sau Phật kêu: "Cho con gia tài á, cho con gia tài á." Gia Du Đà La nhìn thấy đứa con duy nhất đi sau lưng Phật, rất sợ La Hầu La bị đưa xuất gia, bất giác rơi nước mắt. Đức Phật về đến rừng gọi Xá Lợi Phất đến nói: "Xá Lợi Phất, cậu bé La Hầu La cứ theo ta xin gia tài. Ta không muốn cho La Hầu La thứ tài sản và hạnh phúc mong manh. Ta muốn cho La Hầu La thứ gia tài vô giá. Này Xá Lợi Phất, ông hãy cho La Hầu La xuất gia làm sa di đầu tiên của tăng đoàn." Đức Phật nói xong, gọi một kiền liên cạo tóc cho cậu bé, lại lễ bái Xá Lợi Phất làm thầy bổn sư truyền giới sa di cho La Hầu La. Đó là khởi nguyên của chúng sa di. La Hầu La vốn là tất cả hoài bão của bà Gia Du, bây giờ đã gia nhập tăng đoàn, đó cũng là dụng ý của Đức Phật. Khi còn là thái tử hạ sanh La Hầu La, ngài đã rời bỏ ngôi vị ra đi và đắc thành Phật quả, thì vương vị mai sau của nước Ca Tỳ La Vệ nhất định sẽ về tay La Hầu La. Nhưng chủ trương của Đức Phật để cho một đứa bé con làm chủ cả thần dân thiên hạ là chuyện không thể được, cho nên thừa cơ hội ngài phương tiện cho con xuất gia. La Hầu La xuất gia là một điều đau buồn cho Gia Du. Cậu bé là nguồn hy vọng của bà thương quý cậu hơn cả thân mình. Thái tử đã ra đi, bây giờ con yêu cũng lìa bỏ, đối với bà thật là trời sầu đất thảm. Chúng ta cũng có thể đồng ý với bà Gia Du trách Đức Phật nhẫn tâm để cho bà chịu nhiều đau khổ quá đáng. Nhưng chân lý và nhân tình là hai lối trái ngược nhau rất xa, phải hàng phục được tình cảm yếu đuối của thế nhân mới khế hợp được với chân lý giải thoát vậy. Giáo giới La Hầu La. Hôm ấy, Đức Thế Tôn đến chỗ ở của La Hầu La dưới dáng hết sức oai nghiêm. La Hầu La không ngờ vội chỉnh y ra nghênh đón Phật. Đợi cho Thế Tôn an tọa, cậu đem nước đến cho Phật rửa chân. Đức Phật không nói một lời, rửa chân xong bèn chỉ nước dơ trong chậu hỏi La Hầu La: "Này La Hầu La, thứ nước dơ bẩn này có đem uống được không?" "Bạch Thế Tôn, nước rửa chân rất dơ, không thể uống được." "Người nói láo cũng giống như nước đó." Đức Thế Tôn dạy tiếp: "Nước vốn trong sạch, rửa chân xong bèn trở nên cáu bẩn, giống như con vốn là dương tôn, lìa bỏ mọi thứ vinh hoa phú quý tạm bợ của thế gian, xuất gia làm sa môn. Tuy chưa thọ giới tỳ kheo, nhưng con đã thọ 10 giới sa di. Con không tinh tấn tu tập, không để thân tâm thanh tịnh, không giữ miệng cẩn thận lời nói, dối gạt chọc ghẹo người. Cấu uế của tâm độc đầy dẫy trong tâm con, giống như nước trong sạch bị dơ bẩn một thứ." Chưa bao giờ Đức Thế Tôn nghiêm nghị như vậy. La Hầu La cúi đầu chẳng dám nhìn Phật. Đức Phật bảo đem nước đổ đi, cậu bé mới nhúc nhích. Đợi La Hầu La đổ hết nước xong, Phật lại hỏi: "Này La Hầu La, con lấy cái chậu này đựng cơm được không?" "Bạch Thế Tôn, chậu đựng nước rửa chân không thể đem đựng cơm, vì chậu đã dơ, đầy cáu bẩn, không thể đựng thức ăn được." "Người nói láo cũng giống như cái chậu đó. Tuy làm sa môn, thanh tịnh mà không tu giới định huệ, thân khẩu ý không thanh tịnh, chứa đầy cấu uế, không chân thật, thức ăn đạo lý làm sao nhét vào tâm con?" Phật nói xong, lấy chân đá nhẹ cái chậu lăn mấy vòng. La Hầu La thấy thế hoảng sợ. Phật lại hỏi: "Này La Hầu La,
con sợ cái chậu này bị bể không? Bạch Thế Tôn, không ạ, chậu rửa chân là đồ vật xấu, có bể cũng chẳng sao. Này La Hầu La, con không tiếc cái chậu này, giống như mọi người không thương mến người nói láo. Con xuất gia làm sa môn, không giữ oai nghi, nói dối đùa ghẹo, ai mà thương con được? Không ai quý tiếc gì con, cho đến lúc con chết mà con không hối cải, lại càng chìm trong mê mờ. La Hầu La sợ toát mồ hôi, xấu hổ muốn độn thổ, phát nguyện từ nay về sau cố gắng sửa đổi tâm tánh. Đức Phật răn dạy xong lại nói thêm một ví dụ cho La Hầu La nghe. Đời quá khứ có một quốc gia nọ nuôi hai con voi dũng mãnh thiện chiến. Mỗi khi nhà vua cử binh ra trận lại trang bị áo giáp cho chúng. Ngà voi mang giáo nhọn, bên tai dắt kiếm bén, bốn chân đều có đao sáng ngời, sau đuôi lại cột thêm gậy sắt. Tuy mang nhiều vũ khí như thế, nhưng mỗi khi giao chiến, chúng đều cuốn vòi giấu kín, vì đó là chỗ nhược, nếu để trúng tên sẽ chết ngay. Vì muốn giữ gìn mạng sống, phải giữ kỹ chiếc vòi. Này La Hầu La, con cũng phải như con voi kia, giữ kỹ cái vòi, cẩn thận giữ gìn lời nói. Mỗi khi mở miệng nói đùa như voi bị thương, huệ mạng của con sẽ mất, không được mọi người thương mến, không được người trí ưa thích, đến khi lâm chung sẽ bị rơi vào ba đường khổ. Đức Thế Tôn dùng hết tình hết lý, khẩn thiết nghiêm trang răn dạy. Mỗi lời mỗi câu đều in sâu vào tâm La Hầu La. Chú bé phát nguyện từ nay sẽ giữ gìn nghiêm túc, không hề vi phạm vào giới vọng ngữ. Như hạt lúa, tuy chúng ta xay giã thành hạt gạo, nhưng còn dính bụi cám, phải do chà sạch sẽ thì gạo trắng mới ra gạo trắng. La Hầu La tuy có bản tính tốt ngoan ngoãn, nhưng phải có nước pháp của Đức Thế Tôn tẩy rửa một phen mới trở nên thanh tịnh vô nhiễm được. Từ đó La Hầu La trở thành một người khác. Thầy Sa Di có thể ở chung với tỳ kheo. Khi Đức Thế Tôn ở tại vườn Cù Sư La, La Hầu La cũng ở đó với Sa Di Quân Đầu, cũng theo sư phụ Xá Lợi Phất hầu Phật nghe pháp. Mỗi ngày La Hầu La dậy sớm quét dọn trong vườn trong ngoài sạch sẽ, rồi mới tu tập theo lời Phật dạy. Một khu vườn rộng lớn quét cho sạch hết phải tốn biết bao nhiêu thì giờ. Hôm nọ La Hầu La quét dọn xong bèn đi nghe Phật thuyết pháp, đến chiều mới trở về phòng. Lúc ấy phòng của La Hầu La bị thầy tỳ kheo quản lý, để cho một vị tỳ kheo khách ở. Những y bát tọa cụ của La Hầu La đều bị bỏ ở ngoài, khách thì an nhiên ở trong phòng. Phật đã quy định một người một phòng, phòng của mình đã bị người khác chiếm, biết làm sao? Hơn nữa, La Hầu La còn là Sa Di. Trong tăng đoàn, Sa Di phải kính trọng tỳ kheo, và Phật cũng dạy phải nhẫn nại, nên La Hầu La không dám đến hỏi thầy kia sao lại ở phòng mình. La Hầu La đứng ngơ ngơ ở ngoài cửa, thật là tiếng thối lưỡng nan. Lúc ấy mây đen kéo đến đầy trời, báo hiệu sắp có mưa to. La Hầu La không biết núp vào chỗ nào, bèn chui vào nhà xí. Tuy có hôi hám thật, nhưng chỉ còn cách ngồi trong đó thôi. Lúc ấy thật cảm thấy nỗi quạnh quẽ của tình cảnh không nhà. La Hầu La đoan tọa trong nhà xí, nỗ lực nhớ đến lời Phật dạy. Bất cứ trong hoàn cảnh khốn khổ nào, bất cứ gặp những phiền phức gì, đều không nên khởi tâm oán hận. Sức tu của La Hầu La quả thật tiến bộ rất nhiều. Bên ngoài mưa tuôn xối xả, nước chảy tràn xuống những chỗ trũng. Có một con rắn đen ở trong hang bên cạnh bị ngập nước, bèn bò ra, dần dần bò vào nhà xí mà La Hầu La không hề để ý. Rắn độc miền nhiệt đới rất nguy hiểm. Lúc ấy sinh mạng của chú Sa Di La Hầu La như chỉ mành treo chuông. Đức Phật đang ở trong thất, hốt nhiên nhớ đến La Hầu La. Ngài dùng thiên nhãn thấy được sự nguy hiểm gần kề, bèn đi ra nhà xí đằng hắn một tiếng. Bên trong cũng có tiếng đằng hắn. Phật bèn hỏi:
Ai ở trong đó? Dạ La Hầu La. Ra mau, Phật bảo con đi ra. La Hầu La không ngờ Đức Thế Tôn đã kêu mình, vội bước ra, bất giác quỳ bên chân Phật, nước mắt lưng tròng. La Hầu La còn nhỏ, tình cảm không khỏi yếu ớt. Phật bèn hỏi vì sao La Hầu La lại ngồi ở trong nhà xí. La Hầu La thuật lại mọi việc. Phật bèn dạy La Hầu La hãy vào trong phòng ngài. La Hầu La vui mừng như từ địa ngục bước lên thiên đường. Trẻ con tuổi nhỏ cắt ái tự thân, vào trong tăng đoàn cần phải được các tỳ kheo lớn chiếu cố đến. Vì nhân duyên đó, Đức Phật bèn quy định cho các sa di có thể ngủ chung phòng với các tỳ kheo hai đêm. Tình thương của Đức Phật, chỗ vi tế nhất đều lưu ý đến. Xưa nay, sư phụ thâu đệ tử phải có trách nhiệm dạy dỗ. Thầy của La Hầu La là Xá Lợi Phất, thường bận giúp Phật hoằng hóa bên ngoài, ít có dịp ngó ngàng đến La Hầu La. Nhưng từ khi sự kiện ấy xảy ra, Xá Lợi Phất thường gọi La Hầu La đến ở trong phòng với tôn giả. Đức nhẫn nhục. Từ khi được Đức Phật chỉ dạy và lại thường được ở bên cạnh sư phụ Xá Lợi Phất, nhận được sự hướng dẫn của thầy, La Hầu La tu tiến rất nhanh. Khi Đức Phật giảng kinh, Xá Lợi Phất đều dẫn La Hầu La đi nghe. Khi Xá Lợi Phất tịnh tọa, La Hầu La cũng tịnh tọa một bên. Khi đi thuyết pháp giáo hóa, Xá Lợi Phất cũng dẫn La Hầu La theo bên mình, dạy cho La Hầu La những kinh nghiệm tu hành vì pháp, vì mọi người. Mỗi ngày khất thực xong, La Hầu La lại theo Xá Lợi Phất. Trong tăng đoàn, tôn giả Xá Lợi Phất được xem như Đức Phật thứ hai, thật là ân sư tôn quý của La Hầu La. Một hôm, La Hầu La đi theo Xá Lợi Phất khất thực tại thành Dương Xá. Trên đường đi gặp một tên lưu manh, hắn lấy cát ném vào bát Xá Lợi Phất và lấy gậy đánh lên đầu La Hầu La. La Hầu La bị thương, máu nhỏ giọt xuống y. Tên lưu manh thấy vậy, chẳng những không biết lỗi còn chửi: "Mấy lão trọc chỉ biết đi xin ăn, cứ xưng là từ bi nhẫn nhục, ta đánh lỗ đầu mày thử xem làm gì ta." La Hầu La lúc ấy còn bé tuổi thơ, đã không lộ vẻ tức giận căm gan, nhưng Xá Lợi Phất vẫn an ủi: "Này La Hầu La, nếu thật là đệ tử Phật, cần phải có tinh thần nhẫn nhục, trong tâm không chứa niềm sân hận, phải đem lòng từ bi thương xót chúng sanh. Đức Phật thường dạy chúng ta như vậy. Lúc vinh dự đừng sanh lòng cao hứng, khi bị làm nhục cũng đừng oán hận. Này La Hầu La, nên điều phục tâm, đừng để giận tức, giữ chắc tâm nhẫn nại. Trên thế gian không có gì sánh bằng người có sức nhẫn nhục mạnh mẽ. Cõi trời, cõi người, dù sức mạnh đến đâu cũng không hơn nhẫn nại." La Hầu La nghe Xá Lợi Phất khai thị, lẳng lặng đến bên ao nước. Mặt nước soi rõ bóng dáng. La Hầu La lấy tay khoát nước rửa sạch vết thương, xé một chút vải băng lại. Xá Lợi Phất theo dõi tình hình, trong lòng vừa an ổn lại thương tình. La Hầu La nhẫn nại an nhiên theo Xá Lợi Phất. Khất thực xong, trên đường về mới nói với thầy: "Con nghĩ đến vết thương trên đầu, lúc ấy con rất thương người hung ác đánh con. Nhưng trên thế gian này sao lắm kẻ hung ác, đến đâu cũng gặp toàn những việc đáng ghi nhận. Con không giận đời, chỉ nghĩ đến cõi đời này nhiều người không biết điều. Nhưng con luôn nhớ lời Đức Phật dạy, nên có lòng đại từ đại bi với họ, để mặc hạng người cuồng bạo nhục mạ chúng ta. Làm sa môn tỳ kheo phải giữ hạnh nhẫn nhục, chứa đức cao mà người cuồng si trở lại kinh chê, lại đi kính trọng mấy kẻ hung dữ độc ác. Đức Phật dạy chân lý từ bi, họ trở lại cho là hôi như xác chết. Như trời mưa cam lồ mà loài chó hoang lại chỉ ưa đồ dơ bẩn, ưa ở nơi hôi hám. Nhưng chân lý Phật dạy, những lời nói từ bi của ngài mà đem nói với hạng người hung dữ không có chút căn lành ấy, chẳng có hiệu quả gì." Đây là lần đầu tiên La Hầu La đem việc tu hành và ý nghĩ của mình bày tỏ với sư phụ. Xá Lợi Phất nghe xong rất hoan hỷ, đem những lời của La Hầu La về bạch lại với Đức Phật.
Phật cũng rất vui lòng, khen La Hầu La ngày nay rất ngoan. Đối với người hung ác nên có thái độ như thế, và cách nhìn đời cũng biết như vậy. Phật lại dạy thêm: người không biết nhẫn sẽ không tiếp thọ được Phật pháp. Giận đời oán người là điều trái với pháp, xa chư tăng, thường luân hồi trong đường ác. Hạnh nhẫn nhục mới là hạnh an ổn, mới có thể tiêu trừ tai nạn. Người trí tuệ thấy được nhân quả sâu xa, khắc phục tâm sân hận, thường hành nhẫn nại. Tinh thần của Phật pháp, chân nghĩa của Phật pháp không giống như lối nhìn của người đời. Những gì thế gian cho là cao quý thì Phật pháp cho là hạ tiện. Phật pháp cho là tốt, là phải thì người đời không chịu làm theo. Trung không ưa nịnh, tà chẳng thích chánh, ác không thích đi chung với thiện. Người tham dục thì ghét người vô dục. Trong tình cảnh ấy, người tu hành chỉ có việc nhẫn nại. Nhẫn nại là duyên trợ đạo tốt nhất, có thể khiến người tu mau chứng quả thánh. Nhẫn như thuyền bè trên sông biển, có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhẫn là thuốc lành trị bệnh, cứu mạng sống cho người trong cơn nguy. Tu thành chánh giác, vượt qua ba cõi, được người trời kính ngưỡng, là vì tâm ta đủ sức an ổn. Phải biết rằng đức nhẫn rất quý vậy. Do nhân duyên, La Hầu La bị kẻ côn đồ vô cớ hành hung lỗ đầu, mà trong lúc tuổi trẻ máu nóng lại có thể nhẫn chịu như một ông thánh, khiến sư phụ rất an tâm. Đức Phật cũng mừng thầm và dẫn khởi đến đoạn thuyết pháp trên. Xá Lợi Phất nghe xong vô cùng cảm động, La Hầu La cũng rơi lệ, lại càng cảm kích hơn. Lịch trình chứng đạo. La Hầu La đối với chuyện bị chiếm phòng tự nguyện nhượng bộ. Trên đường đi bị kẻ ác đánh trọng thương đều có thể nhẫn được. Tu dưỡng cẩn mật như vậy, chỉ còn một đoạn nữa là được chứng đạo. La Hầu La thông minh khéo léo, tinh tấn tu hành. Khi còn sa di, La Hầu La là một đứa trẻ ngoan hiền lành, chớ không phá phách thiên hạ như trong sách Thập Đại Đệ Tử mà sư cô Như Đức dịch. Hôm nay đã trở thành một thầy sa di nghi biểu trang nghiêm, Đức Phật hứa khả. Vào năm 20 tuổi cho thọ giới tỳ kheo. Tuy còn trẻ nhưng La Hầu La đạo mạo như một người lão thành. Những cuộc nhóm họp đông đảo trong sinh hoạt của tăng đoàn, thầy ít khi tham dự, chỉ im lặng dụng công tu tập. Thầy là con yêu của Đức Phật, là cháu cưng của vua Tịnh Phạn. Vả lại, thầy tu theo mật hạnh nên giữ gìn độc cư im lặng, khó ai nhận ra thầy chứng đạo hay chưa chứng đạo. Nhưng qua mật hạnh tu tập của thầy, từ những bậc thượng thủ đến các tỳ kheo khác đều kính trọng thầy, ái mộ thầy, khen ngợi thầy. Các thầy sa di trẻ rất dễ bị động tâm khi được luôn nghe những lời khen tặng. Mấy ngôn từ hoa mỹ ấy đáng sợ như ác ma, nhưng La Hầu La càng nghe lại càng dụng công tinh tấn tu tập. Có thầy tỳ kheo hỏi Phật về chuyện tu hành của La Hầu La. Bạch Thế Tôn, sa di La Hầu La nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành, không phạm một lỗi nhỏ vì muốn cầu chứng đạo. Thầy đã tận tình buông sạch, vậy mà tại sao thầy vẫn chưa chứng đạo? Đức Thế Tôn trả lời dứt khoát: giữ giới tịnh tâm, giữ thân đoan chánh, nhất định có thể dứt sạch ô nhiễm, nhất định dần dần chứng quả. Đối với việc La Hầu La tu tập, Đức Phật đầy tin tưởng, nhưng ngày ấy cũng không còn xa. La Hầu La đem chỗ tâm đắc của mình bạch với Phật. Phật dạy La Hầu La từ đây về sau nên im lặng như thánh mà tu tập theo những lời Phật đã dạy. Đức Thế Tôn khất thực trở về đến chỗ La Hầu La đang tọa thiền. La Hầu La từ tòa đứng dậy, đảnh lễ Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, phiền não con đã hết, con đã chứng đạo xong. Đức Phật rất hoan hỷ, còn hơn sự hoan hỷ của La Hầu La. Ngài khen ngợi: trong các đệ tử của ta, La Hầu La
là mật hạnh đệ nhất. Gọi là mật hạnh nghĩa là trong 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, La Hầu La đều biết hết. Nghĩ đến hồi ban đầu La Hầu La theo Phật xin gia tài, hiện tại tôn giả chứng đạo là đã được Đức Phật trao cho pháp tài vô tận. Nghĩ đến thuở còn sa di nhỏ tuổi gia nhập tăng đoàn, La Hầu La đã làm mận lòng Đức Phật không biết bao nhiêu. Hiện tại tôn giả đã xa lìa mọi dục lạc thế gian, đạt được niềm vui chân chánh của pháp màu, thật là vinh hạnh cho tôn giả. Nhập diệt. Những nhân vật oanh liệt trong tăng đoàn thuở ấy là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Nan vân vân. Còn La Hầu La thì không. Một người nghiêm túc trong mật hạnh trì giới, chỉ im lặng tu tập, im lặng không tranh đua với thế gian. Hoặc là vì La Hầu La quan hệ đến Thế Tôn nên ngài đặc biệt hạn chế tôn giả. Chúng ta cũng biết La Hầu La có tư cách nhu thuận, bẩm chất kiên cường. Nhưng chúng ta cũng thấy trong sinh hoạt của một vị tu sĩ, tôn giả không phải là người sôi nổi. Cho nên trong kinh sử không thấy ghi lại những sự tích La Hầu La nhiệt tình thuyết pháp hay nghị luận với ngoại đạo. Đúng như lời Đức Thế Tôn nói, tôn giả là một người nghiêm túc trong tế hạnh, trong giới luật, là một vị mật hạnh đệ nhất. La Hầu La nhập diệt khi nào, cũng như năm tháng đản sanh của tôn giả có hai truyền thuyết. Thái tử Tất Đạt Đa năm 19 tuổi hạ sanh La Hầu La, có thuyết lại nói đến năm 25 tuổi mới sanh La Hầu La. Về năm diệt cũng có hai thuyết. Một thuyết nói tôn giả nhập Niết Bàn trước Đức Phật vài năm. Thuyết khác nói khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôn giả còn quỳ bên giường. Ấn Độ là một nước không mấy chú trọng về lịch sử. Còn Trung Hoa chúng ta thấy không ít nhà phiên dịch phóng đại và tưởng tượng huyền hoặc. Những sự tích lặt vặt về cuộc đời Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử được ghi chép trong kinh điển thật sự cũng có ít nhiều cắt xén. Căn cứ theo sử ký có thể khảo cứu qua kinh điển thì Tỳ Kheo Ni Yajudala, mẫu thân của La Hầu La, nhập diệt vào năm 78 tuổi và La Hầu La nhập diệt được kể là sớm hơn. Vào một buổi chiều, Yajudala đã suy tư đến rất nhiều sự việc. Bà nghĩ đến Kiều Đàm Chi, Liên Hoa Sắc đều đã nhập Niết Bàn. La Hầu La cũng đã nhập Niết Bàn. Ta sanh đồng một năm với Đức Phật. Năm nay ta đã 78 tuổi. Nghe nói Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi. Nghĩ đến chuyện ta nhập diệt đồng một lúc với Ngài. Nhưng hiện nay đối với Đức Phật chỉ có pháp tình mà không có tình riêng gì khác. Vậy việc ấy là một điều bất kính, chi bằng ta nhập diệt sớm là tốt hơn. Yajudala được Đức Phật hứa khả, hướng về Phật đảnh lễ cảm tạ xong, bèn hiện thần thông bay lên hư không mà đi. Và đêm đó bà ở trong phòng nhập định vào Niết Bàn. Căn cứ vào sử ký nhập diệt của Yajudala thì La Hầu La đã nhập diệt trước cả bà và Đức Phật. Và theo đó tính tuổi của tôn giả không quá 60 tuổi. Đại khái tôn giả chỉ sống trên 50 năm là cùng. Đương nhiên đối với một vị thánh thì cái chết dù sớm hay muộn cũng chỉ là chuyện thường. Bỏ sắc thân hư huyễn giả dối này, đem sanh mạng an trụ trong từ trường bất động, chuyện ấy không có gì phải buồn, trái lại đó là một hạnh phúc. La Hầu La vào năm 20 tuổi đã chứng quả, cái mục đích tối hậu của đời người đã đạt được, thì khi nhập diệt nhất định là an nhiên tự tại mà ra đi. 25 giới hành sa di. Giới thiệu bộ giới hành sa di. Bộ giới hành sa di này tôi dựa vào 3 bài kinh sau đây. 1. Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. 2. Tiểu giáo giới La Hầu La. 3. Đại giáo giới La Hầu La. Nhờ 3 bài kinh này chúng tôi biên soạn thành bộ giới. Đây là một bộ giới hành hết sức quan trọng cho người mới vào tu tập theo Phật giáo.
Theo tôi nhận xét, những lời Đức Phật dạy La Hầu La trong ba bài kinh này có giá trị rất lớn cho sự tu tập của mọi người từ sơ cơ đến chứng đạo, nên tôi quyết tâm soạn thảo thành phần 2 của bộ Văn hóa truyền thống đạo đức Việt Nam cho trọn vẹn đầy đủ giới cấm, giới đức, giới hạnh và giới hành. Dựa theo đoạn sử trên, La Hầu La là đứa con trai duy nhất của Đức Phật, cũng là người sa di đầu tiên trong đạo Phật. Vì vậy, những điều Đức Phật dạy cho La Hầu La rất căn bản và quan trọng đối với những người mới bước chân vào đạo Phật. Do nhận xét kỹ ba bài kinh này, tôi thấy rằng những giới luật này mới chính là giới luật của đạo Phật. Nó rất căn bản trong sự tu hành theo Phật giáo của bao nhiêu thế hệ sau này, nhất là dạy tu hành cho những thế hệ trẻ. Theo kinh nghiệm tu hành của tôi, thì những lời giáo giới này là nền tảng vững chắc của đạo Phật. Nó được lưu giữ để lại cho bao nhiêu thế hệ người sau. Những người sau muốn chấm dứt sanh tử luân hồi đều phải nương theo những lời giáo giới này để tu tập, thì mới có thể chứng quả A-la-hán, giải thoát hoàn toàn. Nếu ai chịu khó nghiên cứu kỹ về Phật giáo đều phải công nhận rằng Phật giáo lấy thiện pháp làm gốc. Nhờ thiện pháp mà ta nhận ra được ác pháp, nhờ thiện pháp mà tìm được sự giải thoát sanh già bệnh chết, nhờ thiện pháp mà chứng được đạo quả A-la-hán, nhờ thiện pháp mà có đủ tam minh lục thông, nhờ thiện pháp mà tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, nhờ thiện pháp mà có một đời sống cao thượng, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, nhờ thiện pháp mà nhập được bốn thiền, làm chủ được sự sống chết, tự tại trong sinh tử, nhờ thiện pháp mới thực hiện được cảnh giới an lạc niết bàn. Nhưng thiện pháp thì có vô lượng vô biên, làm sao chúng ta biết hết được? Đúng vậy, do thiện pháp có vô lượng vô biên nên Đức Phật lần lượt vạch ra cho chúng ta thấy những thiện pháp gốc. Những thiện pháp gốc này đều nằm trong tạng kinh Nikaya. Những bài kinh ấy được gọi giới kinh, như kinh Phạm Võng, kinh Sa Môn Quả và những bài kinh giáo giới khác cho các vị tỳ kheo trong thời bấy giờ. Dựa theo những bộ giới kinh mà các tổ biên soạn thành bộ giới Bổn Ba La Đề Mộc Xoa, nhưng lại gán cho Phật chế giới luật. Giới Bổn Ba La Đề Mộc Xoa gồm có 348 giới tỳ kheo ni, 250 tỳ kheo tăng, 10 giới sa di, 10 thiện pháp tiêu chuẩn của cõi trời, 5 giới cấm tiêu chuẩn của loài người. Bản liệt kê giới bổn trên đây, chúng ta nhận xét giới cấm quá nhiều, lại còn thêm giới kinh cũng không phải là ít. Do đó, tu sĩ hay cư sĩ không có giới hành tu tập thì không còn cách nào không vi phạm giới luật, phải không các bạn? Vì thế, bộ giới hành cần phải được biên soạn và cho ra đời càng sớm càng tốt, để giúp cho Phật giáo chấn chỉnh lại những điều tu sĩ vi phạm giới luật và những chỗ sai lệch do ảnh hưởng tưởng dạy của các tổ, của tà giáo ngoại đạo và của những phong tục mê tín lạc hậu của dân gian. Muốn hoàn thành bộ giới luật này, xin các bậc tôn túc đức cao trí rộng góp ý cùng với tôi để làm thành bộ giới luật có giá trị thiết thực, cụ thể, chỉ rõ đạo đức làm người, làm thánh và con đường tu tập đạt được kết quả tốt đẹp, xứng đáng là những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc. Giới hành thứ nhất: nói lời không thành thật. Muốn đạt được một đời sống giới luật nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu, tu tập và sống đúng giới đức, giới hạnh và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành là gì? Giới đức là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh mạng. Giới hạnh là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua những hành động sống như đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân.
Những oai nghi tế hạnh ấy được gọi là chánh nghiệp. Giới hạnh là những lời dạy cách thức tu tập đạo đức và oai nghi chánh hạnh của một tu sĩ Phật giáo, trọn đầy đức hạnh làm người, làm thánh, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, tức là chánh nghiệp. Như trong bài kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala, bài kinh này chỉ có một giới cấm duy nhất là vọng ngữ. Không vọng ngữ là một giới luật quan trọng nhất trong các giới khác. Giới này thuộc về giới trọng Ba La Di. Ai tu theo Phật giáo mà vi phạm giới này thì được xem như người tử tội. Cho nên, một giới này vi phạm thì tất cả các giới khác đều vi phạm. Do đó Đức Phật đã xác định: Này La Hầu La, đối với ai biết mà nói láo không có tàm quý, thời ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này La Hầu La, ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi. Nói láo là một giới luật quan trọng nhất trong các giới luật khác của Đạo Phật như trên đã nói. Giới cấm nói láo không riêng cho những người tuổi trẻ, mà ngay cả những người lớn tuổi. Không riêng cho tín đồ Phật giáo, mà ngay cả cho tất cả mọi người cũng phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Nếu tu theo Phật giáo mà còn nói láo thì không bao giờ tu tập đi đến giải thoát được, dù nói láo để mà chơi. Trong giới bổn, người tu sĩ nào nói láo là phạm vào giới đức đầu, có nghĩa là một tu sĩ Phật giáo còn nói láo thì không thành là một tu sĩ nữa. Xin các bạn đọc lại giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, giới thứ tư, giới thánh đức thành thật, thì các bạn sẽ rõ. Ở đây tôi xin giải thích sơ lược về giới luật này. Vậy nói láo nghĩa là gì? Nói láo là nói không thành thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Những người nhiều chuyện lắm mồm thường hay nói láo, chuyện ít xích ra nhiều, đặt điều nói xấu người khác, đó là những người nói láo. Người nói láo không biết xấu hổ thì không có việc ác nào mà họ không làm được, như lời Phật xác quyết trên đây. Trong cuộc sống chung đụng với mọi người, sự chung đụng ấy đã dạy cho chúng ta biết điều này rất rõ ràng. Những người nói láo là những người không tốt, hãy dè dặt cẩn thận khi gặp họ, hoặc nên tìm cách tránh xa, không nên làm thân với những người này. Ở đời người ta xem thường vấn đề nói láo, nên mọi người không ai tránh khỏi. Dù nói láo không làm hại ai, nói láo chơi, nhưng đối với những người tu theo Phật giáo không nên nói láo. Có người nói láo quá lộ liễu, khi nói xong người ta phát hiện ra liền. Nhưng lại có người nói láo rất khéo léo, khiến cho mọi người khác không thể phát hiện ngay liền được. Nhưng nói láo với ai thì được, chứ không thể nói láo với chính mình. Vì vậy người nói láo không biết xấu hổ thì luôn luôn sẽ nói láo. Và khi nói láo được thì họ sẽ làm bất cứ việc ác nào họ cũng không từ chối. Vì thế ta nên tránh xa những hạng người này, họ là những người nguy hiểm các bạn ạ. Trong cuộc đời này, người nào nói láo sớm muộn gì người ta cũng phát hiện ra được. Khi bị phát hiện ra thì uy tín của người ấy không còn nữa. Cho nên giới kinh và giới bổn đều dạy người sa di, tức là người mới vào tu tập, không được nói láo. Người nào nói láo sẽ không được chấp nhận cho vào tu tập tại tu viện. Muốn biết sự quan trọng của sự nói láo như thế nào, xin các bạn vui lòng đọc lại bản giới kinh mà Đức Phật đã dạy La Hầu La. Vào một buổi chiều sau khi xả thiền, Đức Phật đi đến khu rừng Ambala, chỗ La Hầu La đang cư trú. Tôn giả La Hầu La thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn rửa chân và ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả La Hầu La đảnh lễ và ngồi xuống một bên Thế Tôn. Khi rửa chân, Thế Tôn để lại một ít nước trong chậu và bảo La Hầu La: Con có thấy một ít nước rửa chân còn lại trong chậu không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Này La Hầu La, sa môn hạnh là không được nói láo. Người nào biết mà nói láo không có tàm quý thì chẳng khác nào như một ít nước rửa chân còn lại trong chậu. Như vậy này La Hầu La, nước ấy còn dùng để uống được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đọc đoạn kinh trên chúng ta nhận xét thấy rất rõ ràng, người nào nói láo, nói không thật là người không còn dùng được nữa. Đó là cuộc sống thường tục mà còn không dùng được những người như vậy, thì trong đạo những người này không bao giờ tu chứng quả giải thoát được. Tại sao vậy?
Vì Đức Phật đã xác định người nào nói láo mà không biết xấu hổ là người ấy sẽ làm tất cả các ác pháp. Như các bạn đã biết, Đạo Phật chủ trương lấy thiện pháp làm nền tảng giải thoát cho đường tu tập của mình. Vì thế, một người nói láo mà không biết xấu hổ thì sẽ làm tất cả các ác pháp khác. Do thế, khi phát hiện một người nói láo trong đạo là người ác, người ấy sẽ không bao giờ tu hành đi đến giải thoát được. Sau khi đổ đi, nước rửa chân còn lại trong chậu, Đức Phật dạy: Này La Hầu La, con có thấy nước rửa chân bị đổ đi không? Thưa dân Bạch Thế Tôn, nói láo nên bỏ đi, cũng như nước rửa chân trong chậu không thể dùng vào việc gì được, nó phải đổ bỏ. Hạnh Sa Môn không thể chấp nhận người tu sĩ nói láo. Nói láo mà không biết xấu hổ, không biết bỏ đi, nói láo là làm hại mình, hại người. Cũng giống như nước rửa chân dơ bẩn mà không đổ bỏ, để cũng chẳng ích lợi gì. Lấy một giới vọng ngữ tượng trưng cho 10 giới đức thánh sa di. Một giới vi phạm thì 10 giới kia đều vi phạm. Dựa theo bài kinh này mà xác định thì tu sĩ Phật giáo hiện giờ trong 10 giới đức thánh sa di họ đều không giữ trọn vẹn. Ví dụ, chúng ta chỉ phát hiện ông sư A phạm giới nói vọng ngữ. Chỉ vọng ngữ nói chơi thì phải biết rằng một giới vọng ngữ tuy nói chơi vẫn vi phạm, mà đã vi phạm thì chính giới kia đều vi phạm cả. Giới vọng ngữ thuộc về giới đức đầu Ba La Di, cho nên các tổ sợ đức đầu nên khéo lý luận để che đậy khi mình vi phạm giới này cho nhẹ bớt tội, nên bảo rằng kẻ nào tu hành chưa chứng thánh quả mà nói mình chứng thánh quả là kẻ đại vọng ngữ thuộc về tội Ba La Di, còn nói dối chơi thì tội nhẹ. Theo lời Phật dạy, dù nói vọng ngữ chơi cũng phạm vào tội Ba La Di. Như trong kinh Giáo Giới La Hầu La đã xác định rõ ràng, kẻ nào nói láo mà không biết xấu hổ là sẽ làm bất cứ những điều ác khác. Do vậy, này La Hầu La, ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi. Ví dụ, ông sư B phạm giới ăn phi thời thì nên biết rằng chính giới kia ông cũng đều vi phạm hết. Tại sao vậy? Tuy rằng chúng ta không thấy, không bắt gặp, nhưng trong ý thức của ông đều vi phạm cả. Chính ông là người biết mình hơn ai hết, che giấu ai chứ không thể che giấu mình được, phải không các bạn? Đức Phật đã xác định những điều này, xin lặp lại. Cũng vậy, này La Hầu La, đối với ai biết mà nói láo, không có xấu hổ thời, ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Ý của câu này, nếu ai hiểu biết giới luật mà còn vi phạm, lại không biết xấu hổ, thời người ấy sẽ phạm tất cả giới, đó là người không tốt, người xấu, cần tránh xa. Do thế, chúng ta xét thấy tu sĩ Phật giáo thời nay không có giới luật nào mà không vi phạm. Qua những lời dạy trên đây của Đức Phật rất thấm thía, người phạm giới giống như nước rửa chân. Nước rửa chân còn dùng vào được những gì, phải không các bạn? Chỉ còn đổ bỏ đi mà thôi. Trong Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận những tu sĩ phạm giới. Chỉ có Phật giáo phát triển Đại Thừa mới dung chứa những tu sĩ này. Đối với Phật giáo, những tu sĩ phạm giới thường làm hại Phật giáo, làm cho Phật giáo suy đồi, làm cho Phật giáo mất gốc, làm cho Phật giáo trở thành tôn giáo mê tín, làm cho Phật giáo trở thành tôn giáo lừa đảo dối gạt người để ngồi mát ăn bát vàng, làm cho Phật giáo trở thành một môn học triết học, luận lý suông, làm cho Phật giáo trở thành một loại thiền định tưởng, làm cho Phật giáo trở thành một thế giới ảo tưởng, làm cho Phật giáo trở thành một nghề nghiệp nuôi sống những người lười biếng lao động. Đức của giới này là đức thành thật. Nếu ở đời ai cũng thành thật đối xử với nhau trong cuộc sống này, thì gia đình hạnh phúc biết bao, xã hội thì có trật tự an ninh, đất nước thì phồn vinh thịnh trị. Hạnh của giới này là trực hạnh. Nếu mọi người ai cũng thẳng thắn, sống đúng trực hạnh, sai nói sai, đúng nói đúng, không nịnh bợ ai vua, không thêm bớt, nói xấu người khác, thì cuộc đời này là thiên đàng cực lạc. Hành của giới này là chánh ngữ. Trước khi muốn nói ra điều gì, phải tư duy suy nghĩ chín chắn rồi mới nói. Nói ra không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Nói ra lời nói êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, từ tốn, thanh lịch, dịu dàng, vân vân. Tóm lại, giới luật là pháp môn có đầy đủ đức, hạnh.
hạnh hành, khiến cho những ai chấp nhận nó, lấy nó làm khuôn vàng thước ngọc, lấy nó làm chỗ nương tựa vững chắc, lấy nó làm ngọn đuốc soi đường, lấy nó làm thầy của mình, thì chắc chắn người ấy sẽ đi đến bờ giải thoát hoàn toàn an ổn. Giới hành thứ hai, giới thân hành nghiệp. Muốn đạt được một đời sống giới luật nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành là gì? Giới đức là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh mạng. Giới hạnh là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua những hành động sống như đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh ấy được gọi là chánh nghiệp. Giới hành thân hành nghiệp là những phương pháp dùng để tu tập, rèn luyện thân tâm trở thành một thói quen tốt. Có thói quen tốt tức là có những hành động sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Muốn sống có đạo đức như vậy thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La giới hành. Này La Hầu La, con nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? Bạch Thế Tôn, mục đích của cái gương là để soi, để phản tỉnh lại mình. Cũng vậy, này La Hầu La, con phản tỉnh hay soi lại nhiều lần nơi thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, ý hành nghiệp của con. Khi soi vào thân hành nghiệp và con muốn cho thân hành nghiệp của con phải làm gì, thì con phải soi lại thân hành nghiệp như sau. Thân hành nghiệp này của con có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thân hành nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này La Hầu La, khi con nghĩ như vậy, nhất định con không nên làm, nhất định con từ bỏ, nhất định con cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ trình bày trước các vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh. Sau khi đã tỏ lộ trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn ngược lại, khi con soi lại thấy thân hành nghiệp này của con không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai, thì thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc. Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, con nên làm, cần phải tiếp tục làm. Do vậy, này La Hầu La, con phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục học ngày đêm trong các thiện pháp. Đọc đoạn kinh trên đây, nếu là người quyết tâm tu hành theo Phật giáo để tìm cầu sự giải thoát, thì người ấy thấy ngay liền sự giải thoát trong giới hành thứ hai này. Trong giới hành này, muốn tu tập thì phải dùng chánh tư duy trong mỗi hành động về thân hành của mình. Khi biết thân hành nào làm khổ mình, hoặc làm khổ người, hoặc làm khổ chúng sanh, thì nhất định không làm theo thân hành đó. Còn thân hành nào không làm khổ mình, hoặc không làm khổ người, thì nhất định làm, dù thân hành đó có khó khăn đến đâu, có gian nan cực khổ như thế nào, chúng ta cũng quyết tâm làm cho bằng được, như Đức Phật thường dạy. Đừng bỏ gánh nặng thiện pháp. Ví dụ một, dùng gậy, dao, giáo, mát để đánh hoặc đâm giết người và tất cả loài vật khác thì nhất định không làm những hành động đó, thà chết chứ không để có những hành động quá ác độc ấy. Đây là giới hành thân hành nghiệp thực hiện đạo đức cao thượng mà các bạn cần phải ghi nhớ. Đó là những hành động thân hành nghiệp thiện mà ai cũng có thể làm được, phải không các bạn? Ví dụ 2, hành động thân hành nghiệp của bạn là bạn đang cầm ly rượu uống, hoặc hành động dâm dục như thủ dâm, tưởng dâm, giao hợp với người khác phái trong chiêm bao, hành động tức giận, hành động tị hiềm, hành động hại người và loài vật, hành động lười biếng, hành động tham ăn tham ngủ, hành động nói chuyện xấu người, vân vân. Nếu một người có quyết tâm tu hành thì tất cả những hành động này thà chết chứ không bao giờ làm những hành động độc ác này.
Trên đây là những giới hạnh của hành động đạo đức cao thượng, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Vậy các bạn cần phải ghi nhớ để trau dồi hàng ngày, để mỗi hành động thân nghiệp của bạn mỗi ngày cho được tốt đẹp hơn. Nhờ có chánh tư duy tu tập giới hạnh như vậy thì giới cấm mới được giữ gìn nghiêm chỉnh, không hề vi phạm. Từ lâu các bạn đến với Phật giáo, nhưng các bạn chưa từng học và hiểu về giới hạnh, có phải vậy không các bạn? Hôm nay nhờ học bài kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala thì các bạn mới hiểu biết và thông suốt về giới hạnh, biết rõ giới hạnh là phương pháp tu tập rèn luyện để ngăn ác diệt ác pháp, để ly dục ly ác pháp, để thành tựu những hành động đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Giới hạnh là những hành động sống hàng ngày của các bạn. Giới hạnh sẽ đem lại sự an vui hạnh phúc cho các bạn. Giới hạnh là những hành động sống của những bậc thánh mà trong giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa đã dạy. Đó là 10 giới đức thánh Sa Di đã ghi chép rõ ràng. Xin các bạn vui lòng đọc lại để thấy mình có sống đúng 10 giới luật này hay chưa. Nếu chưa sống đúng 10 giới luật này thì các bạn hãy đem giới hạnh ra áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình, thì giới bổn ấy các bạn sẽ không hề vi phạm những lỗi lầm, dù là những lỗi nhỏ nhặt nhất. Giới hành thứ 3, giới khẩu hành nghiệp. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống giới luật, khẩu hành nghiệp nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới luật khẩu hành nghiệp là gì? Giới đức khẩu hành nghiệp là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh ngữ nghiệp. Giới hạnh khẩu hành nghiệp là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua những khẩu hành nghiệp như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh khẩu nghiệp. Giới khẩu hành nghiệp là giới hành về lời nói. Vậy xin các bạn hãy vui lòng lắng nghe lời Đức Phật dạy. Này La Hầu La, khi con muốn nói một lời nói gì thì hãy suy nghĩ lời ấy như sau: lời nói này của ta có thể đưa đến làm khổ ta, có thể đưa đến làm khổ người khác, có thể đưa đến làm khổ cả hai. Lời nói này bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một lời nói như vậy, này La Hầu La, nhất định chớ có nói con ạ. Trong giới hạnh này, Đức Phật dạy rất cụ thể về lời nói. Khi muốn nói một điều gì thì phải có sự tư duy rất kỹ lời nói ấy. Ai cũng biết, khi nói ra lời nói sai, ác, không đúng sự thật thì rất khó lấy lại. Nói ra lời nói phải là lời nói đem lại hạnh phúc và sự an vui cho mình, cho người thì mới nói. Còn nói ra làm khổ mình, khổ người thì không nên nói. Người xưa nói, lời nói không mất tiền mua, lựa ăn lựa nói cho vừa lòng nhau. Hoặc khi nói ra phải đánh lưỡi 7 lần. Nếu chúng ta thực hành đúng như lời dạy này thì trên thế gian là thiên đàng cực lạc. Thưa các bạn, tu hành là một danh từ nói theo tôn giáo, chứ danh từ tu hành là những hành động suy tư, nghiền ngẫm cẩn thận trước khi làm một điều gì, nói một điều gì hay suy nghĩ một điều gì, để những điều đó không làm hại mình, hại người và hại cả hai. Cho nên danh từ tu hành theo Phật giáo ở giai đoạn mới bắt đầu thì chúng ta thấy Đức Phật không có dạy cho La Hầu La cúng bái, tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, cầu nguyện vân vân, mà dạy sự tư duy, suy nghĩ trước khi muốn làm, muốn nói, muốn suy tư một điều gì đều phải là thiện. Nhờ cẩn thận tư duy kỹ lưỡng từng hành động, lời nói và sự suy nghĩ của mình đều hoàn toàn thiện thì mới mong mang đến cho mình, cho người những sự an vui hạnh phúc, phải không các bạn? Vậy mà thời nay, khi chúng ta mới bước chân vào chùa là giải tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, gõ chuông, đánh mõ, đánh trống, đánh đẩu. Tụng kinh thì ê a giọng cao giọng thấp như đào kép hát, như ca nhạc. Có một số tu sĩ ham danh chạy theo học hành để đạt những cấp bằng cử nhân, tiến sĩ. Nhưng thưa các bạn, xét lại bài kinh trên, chúng ta thấy rất rõ
Phật dạy tu để giải thoát ra khỏi sự khổ đau của kiếp làm người, còn các tổ thì dạy cho chúng ta có một cái nghề để sống kiếm ăn bằng cách lừa đảo dối gạt người, có đúng không các bạn? Các vị giảng sư chỉ học có cấp bằng để nói láo chứ có tu hành gì đâu. Còn dạy tụng kinh niệm chú là để hành nghề thầy cúng mê tín lạc hậu chứ có tu hành gì đâu. Nói như vậy có đúng không các bạn?